Những tên sát nhân máu lạnh với chiếc mặt nạ hình thú từ đâu xuất hiện, tàn sát không lý do các thành viên trong gia đình của Davinson. Ngày hôm trước, hàng xóm của họ cũng đã trở thành nạn nhân. Bọn chúng luôn để lại dòng chữ, mày là kẻ tiếp theo tại hiện trường. Nhưng điều không ngờ là bọn chúng lại đối mặt với một cô gái có kỹ năng sinh tồn cực đỉnh. Một mình cô ta sung hữu được với những gã được trang bị vũ khí khắp người. Và những tên sát nhân này là ai? Liệu bọn chúng tàn sát người vô tội chỉ để thỏa mãn thú tính của mình hay còn điều bí mật nào phía sau nữa hay không? Vào ngay video ngày hôm nay để hiểu rõ hơn nhé! Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Vừa mở đầu, đã có ngay hỗn chiến giữa một cặp đôi. Sau đó, người đàn ông tên Eric đi vào phòng tắm, chỉ còn lại cô gái Talia. Cô ra ngoài phòng khách mở một bản nhạc tật chiêu rồi lấy một ly nước hoa quả uống. Cô cảm thấy như có người đang ở phía bên ngoài căn nhà. Eric đã tắm xong và bước ra ngoài. Thấy dòng chữ được viết bằng máu trên cửa kính, mày là kẻ tiếp theo. Talia thì đang nằm trên vũng máu dưới sàn nhà. Quá hoảng sợ, Eric định bỏ chạy thì xuất hiện một tên đeo mặt nạ với cây dựa trên tay, bổ súng một nhát giết chết ông ta. Bối cảnh chuyển đến Paul và O'Brien, vợ ông ấy. Họ đang trên xe để đến căn nhà nằm ở vùng ngoại ô nước Mỹ. Họ chuẩn bị kỷ niệm 35 năm ngày cưới và cũng là dịp để tất cả các thành viên trong gia đình tề tụ với nhau. Hai vợ chồng đến trước để dọn dẹp lại căn nhà mà đã lâu không ghé thăm. Căn nhà này nằm kế bên căn nhà của Eric. Đang quét dọn bên dưới thì bà O'Brien nghe thấy tiếng động trên lầu. Ngỡ là Paul nhưng ông ấy nói nãy giờ mình ở dưới tầng hầm. O'Brien hoảng sợ cho rằng có kẻ lạ mặt trong nhà. Kéo tay chồng mình chạy ra ngoài, nhưng Paul lại muốn tự mình lên kiểm tra. Ông khuyên vợ mình hãy đợi ở bên ngoài, còn mình thì lấy một cây gậy rồi từ từ tiến lên lầu. Cùng lúc đó, người con trai cả Christian cũng đang lái xe đến căn biệt thự đó. Sẵn dịp này anh sẽ giới thiệu cô bạn gái Erin với cả gia đình. Anh ấy là một giảng viên đại học trẻ tuổi, còn Erin là một học sinh cũ của anh ấy. Quay trở lại căn biệt thự, Paul đi kiểm tra và thấy một căn phòng khả nghi, chưa kịp mở cánh cửa thì bị Christian làm một phen giật bắn cả người. Hai cha con quay trở xuống bên dưới, nhưng có vẻ như căn phòng đó thật sự có người. Paul trấn an O'Brien nói rằng mình đã kiểm tra và không có gì nguy hiểm cả. O'Brien sau đó xin lỗi con trai vì đã làm mất mặt anh với bạn gái. Tối hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Sáng hôm sau, Christian thức dậy và đi xuống lầu, thấy em trai Drake và bạn gái đã đến, Erin cũng đang ở đó trò chuyện với họ. Sau đó, Erin xuống dưới bếp ngỏ ý muốn giúp bà O'Brien. Bà ấy nói ở nhà đã hết sữa, nhờ Erin sang nhà hàng xóm xin một ít. Đó chính là nhà của Eric, cô sang gõ cửa nhưng lại không thấy ai ra mở. Đến tối, hai người con còn lại đã đến là Felix và Amy. Họ cũng đi cùng với người yêu là Jay và Tarik. Một bữa ăn gia đình ấm cúng được diễn ra, nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu. Drake liên tục cà khịa Tarik, bạn trai của cô em út Amy. Thấy chưa đủ, anh ta quay sang khịa Erin, bỡn cợt việc cô từng là học sinh của Christian. Sẵn không ưa nhau, Christian và Drake cãi nhau một trận rõ to, bầu không khí trở nên ngược mặt. Mọi người bị cuốn theo trận tranh cãi, chỉ mình Tarik là nhận thấy có điều bất thường ở bên ngoài căn nhà. Anh lại gần cửa sổ xem thử thì bị một mũi tên ghim thẳng vào đầu. Đến khi anh ấy ngã lăn ra đất, những người còn lại mới bắt đầu nhận ra vấn đề, hoảng sợ la hét không ngừng. Mũi tên liên tiếp được bắn từ bên ngoài vào. Trong lúc kéo mẹ mình nằm xuống, Drake không may đã dính một mũi tên ngay lưng. Người bình tĩnh nhất lúc này lại là Erin. Cô nhắc nhở mọi người hãy gọi cho cảnh sát nhưng đã có người dùng thiết bị phá sóng điện thoại. Cả căn biệt thự đã bị cô lập với bên ngoài. Erin còn bày cho mọi người dùng ghế để chạy ra khỏi gian bếp, thoát khỏi những ô cửa sổ. Không gọi được cảnh sát, vậy chỉ còn cách là chạy ra khỏi đây để tìm cứu viện. Amy xung phong vì cô tự tin với tốc độ chạy của mình. Mặc cho Erin cân ngăn vì tên sát nhân sẽ không để cho Amy chạy thoát dễ dàng, Amy lấy đà và chạy thẳng ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, cô đã vấp phải một sợi dây cước được giăng ngang qua. Vì mất máu quá nhiều nên cô không thể qua khỏi. Bà O'Brien đau khổ khi thấy người con gái duy nhất của mình bị sát hại. Paul phải dìu vợ mình lên lầu để nằm nghỉ và bình tĩnh trở lại. Erin nhanh chóng chạy xung quanh để khóa hết cửa sổ lại. Cô cũng gửi sẵn một tin nhắn đến tổng đài cảnh sát, chỉ cần một chút sóng là có thể gửi đi được. Christian còn phải kinh ngạc với những hành động nãy giờ của cô bạn gái. Ông Paul an ủi bà O'Brien rồi quay trở xuống với các con để cũng suy nghĩ cách thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Nhưng không ngờ, đó là lần cuối cùng ông được nói chuyện với vợ mình. Phía bên dưới giường, một tên đeo mặt nạ sói từ từ chui ra với cây dựa trên tay. Bà O'Brien quá đau khổ, khóc không ngừng nên không nhận ra sự hiện diện của hắn. Những người bên dưới nghe thấy tiếng la thất thanh của bà ấy, lập tức chạy lên lầu. Nhưng quá muộn, bà ấy bị sát hại rất dã man. Bức tường bên cạnh có một dòng chữ quen thuộc, mày là kẻ tiếp theo. Một người đàn ông như Paul cũng không thể đứng vững nữa rồi, khi trong thời gian ngắn ông mất đi quá nhiều người thân yêu. Erin đang đóng cửa sổ bên dưới lầu thì bất ngờ bị tên sát nhân túm từ phía sau. Nhưng cô vẫn kịp dùng con dao đâm vào bàn tay hắn, găm chặt lên tường. Trong lúc Erin đang loay hoay tìm vũ khí thì hắn ta đã kịp thời trốn thoát khỏi đó. Mọi người đã rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại mỗi Kelly. Cô cảm giác tên sát nhân vẫn đang lẩn quẩn đâu đó trong đây. Thử kiểm tra gầm giường, không ngờ tên sát nhân xuất hiện. Kelly hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà. Drake liền đuổi theo nhưng vì mũi tên còn trên lưng nên anh bị vướng lại. Dù trước đó Erin đã dặn không được rút mũi tên ra nhưng Drake vẫn làm ngược lại và anh liền bị ngất xỉu. Kelly chạy thục mạng qua căn nhà của Eric,
tên sát nhân đã ở ngay phía sau cô ấy với cây rìu trên tay. Kelly thấy xác Eric trên ghế sofa, ngỡ ông ta còn sống liên tục đập cửa cầu cứu. Giờ cô nhìn thấy bóng tên sát nhân phản chiếu qua tấm kính. Vừa quay lại, hắn đã đấm cô một phát bay vào trong nhà. Và sau đó là thời gian ngắn ngủi để sống của Kelly trước khi bị tên sát nhân bổ một nhát rìu vào đầu. Christian vẫn cố gắng đi theo kế hoạch cũ, chạy thật nhanh và thật xa để tìm người giúp. Erin ở lại căn nhà, nói rằng bọn sát nhân có thể có từ 2 đến 3 người. Và đã có một tên ở trong căn nhà này từ trước. Paul cầm con dao đi lên lầu để kiểm tra, còn Erin thì đi tìm vũ khí cho những người còn lại. Tên sát nhân ném xác của Kelly vào cửa sổ ngay lúc Erin đi ngang qua. Hắn hùng hổ bước vào, lập tức ra tay với cô gái. Nhưng rồi hắn liền hóa thành mèo Kitty khi bị Erin đánh trả. Những pha ra tay rất dứt khoát đã kết liễu tên sát nhân. Felix và Di nhìn kiểu rồi ai mới là kẻ đi săn. Paul lúc này cũng đã nhìn thấy nơi ẩn náu của tên sát nhân trong căn nhà. Cầu dao đột ngột bị tắt, ông ấy phải đi đến để gạt lại công tắc. Hết Christian thì đến lượt Felix làm cha mình giật bắn người. Ông ấy đang cố gắng chỉ căn phòng mà tên sát nhân trú ẩn cho Felix thì tên sát nhân xuất hiện từ phía sau cắt cổ ông. Lạ lùng hơn, Felix và Di không hề tỏ ra bất ngờ hay hoảng sợ. Hai người họ có quen biết với đám sát nhân này. Felix còn nói tên sát nhân hãy xuống dưới nhà xử lý nốt Erin cho xong việc. Nhưng khi xuống đến, nhìn thấy em trai mình đã chết, hắn gào lên đau đớn. Biết Erin đang trốn phía sau cánh cửa đi xuống tầng hầm, hắn dùng rìu phá nát cánh cửa. Thì Derek lúc này vừa tỉnh dậy, đi ngang qua hắn. Tên sát nhân định xử lý Derek thì Erin mở cửa lao ra dùng tu vít đâm vào vai hắn. Hắn buộc phải lao ra ngoài để thoát thân. Felix và Di cũng giả vờ chạy xuống khi nghe thấy tiếng động. Chúng nói Paul đang nghỉ ngơi trên lầu, còn tên sát nhân còn lại có lẽ đã ra khỏi căn nhà. Erin và Di ở trên nhà để làm bẫy đinh, còn Felix và Derek xuống tầng hầm xem có thể tìm thêm gì để phòng thân không. Ở dưới này, Felix tiết lộ Kelly đã chết làm anh trai mình kích động lên. Lợi dụng lúc Derek không để ý, hắn ta liên tiếp lấy những vật nhọn đâm anh ruột của mình đến khi gục xuống sàn và chết. Ở trên này, Di hỏi Erin vì sao cô ấy lại bình tĩnh xử lý những tình huống này tốt đến như vậy. Erin tiết lộ mình được lớn lên trong một trại sinh tồn. Cha cô bị mắc bệnh hoang tưởng, luôn lo sợ trái đất sẽ cạn kiệt tài nguyên trong tương lai. Ông ấy muốn Erin có đủ khả năng tự lo cho bản thân khi tình huống đó xảy ra. Di định lợi dụng lúc Erin không để ý sẽ ra tay nhưng không thành công. Làm xong bẫy, Erin lên lầu kiểm tra thì phát hiện thi thể của Paul. Tên sát nhân đeo mặt nạ sói cũng đang ở đó. Nhưng Erin đã nhanh chân trốn thoát, nhảy ra khỏi cửa sổ. Việc này đã làm cho cô bị thương do có một mảnh kính ghim sâu vào chân. Erin nén đau, chạy vào rừng tạm thời tránh được sự truy đuổi. Cô lấy mảnh kính ra thì bị tên đeo mặt nạ cừ ở ngoài này phát hiện. May mắn mũi tên của hắn đã bắn trượt, cô lại phải bò chạy vào trong nhà. Hắn đuổi theo, đi đến bên cửa sổ và phát hiện cái bẫy đinh. Ba cái trò này sao làm khó được anh? Hắn quyết định bước sát vào cửa sổ để né cái bẫy. Đùm nó thốn. Tên sát nhân đúng nghĩa dãy dụa đành đạch. Tên còn lại cùng Felix và Di nghe thấy tiếng hét của đồng bọn thì nhanh chóng chạy xuống. Lúc này, sự thật mới được hé lộ. Felix là người đã thuê những tên sát nhân này để sát hại cả gia đình. Từ đó, hắn sẽ độc chiếm tài sản khổng lồ. Nào ngờ, Christian kiếm đâu ra được người bạn gái khó xơi như vậy. Felix tăng giá lên gấp đôi để bọn chúng xử lý Erin. Cô gái đang trốn ở một góc và nghe thấy hết mọi chuyện. Bất ngờ, điện thoại của cô vang lên thông báo đã thành công gửi tin nhắn đến cảnh sát. Biết con mồi ở gần đây, tên đeo mặt nạ sói bắt đầu đi tìm. Erin đã đứng chờ sẵn, hắn vừa kéo rèm là đã ăn ngay một đòn của cô. Rồi Erin nhanh chóng tẩu thoát, cô giả vờ chạy ra ngoài sau đó nhảy vào lại bên trong nhà. Ba tên kia bị lừa đã chạy vào trong rừng. Chỉ còn lại tên mặt nạ cừu do bị thương ở chân nên tụt lại phía sau. Hắn nhìn ô cửa sổ, thấy khả nghi nên tiến lại gần. Erin đã đợi sẵn, tặng hắn một nhát dao vào đầu. Sau đó, cô làm một cái bẫy ngay cửa chính. Ba tên kia đi một vòng bên ngoài không thấy Erin đâu, biết đã bị lừa, tên đeo mặt nạ quyết định quay lại vào trong. Đưa cho Felix cây cung để lỡ Erin chạy được ra lại bên ngoài, hắn ta sẽ kết liễu cô. Tên mặt nạ sói đi vào bằng đường cửa sổ nên không mắc bẫy của Erin. Hắn nhìn thấy và đuổi theo cô xuống tầng hầm. Cô gái nhanh trí dùng một khúc gỗ đập vỡ hết đèn dưới này, rồi dùng chiếc máy ảnh luôn mang theo bên mình, đặt chế độ hẹn giờ chụp liên tục. Đã xác định được vị trí, cô liền lao ra tấn công tên sát nhân. Chỉ trong nháy mắt, kẻ thủ ác đã bỏ mạng. Quay trở lên trên, cô bị Felix mai phục từ bên ngoài. Bọn chúng mừng rỡ đi đến xem nhưng Erin đã biến mất. Hắn đưa cho Di cây cung rồi ra bên ngoài xe lấy con dao sẵn tắt thiết bị phá sóng điện thoại. Di đi lên lầu kiểm tra và bị Erin tấn công. Hai cô gái đang giằng co với nhau thì Felix chạy đến đâm một phát vào vai của Erin. Erin vẫn có thể chống trả, dùng cối xe sinh tố phang vào đầu khiến hắn gục xuống. Chưa hết, cô đặt máy xe lên đầu hắn rồi cắm chu điện. Những lưỡi dao xoáy vào đầu hắn cho ra món sinh tố dâu. Quay sang Di, cô ta bị Erin lấy con dao trên lưng ra ghim vào đầu. Sau tất cả, chỉ còn lại mình Erin là sống. Bất ngờ, điện thoại của Felix vang lên. Người gọi chính là bạn trai của cô. Christian đã cùng Felix tạo nên cuộc thảm sát này. Hắn vào nhà bằng đường cửa sổ, đối mặt với Erin. Kế hoạch ban đầu của hắn có bao gồm luôn cả Erin. Christian và Felix muốn tạo nên một màn kịch cả gia đình đã bị một nhóm sát nhân điên cuồng nào đó ra tay và dùng Erin làm nhân chứng vì cô là người ngoài, sẽ không bị cảnh sát nghi ngờ. Hắn dùng những lời ngon ngọt để thuyết phục Erin.
Chỉ cần cô làm chứng, làm theo lời hắn, cả hai người sẽ trở nên giàu có. Tự tin đã thuyết phục được khi thấy Erin rơm rớm nước mắt, Christian tiến lại gần và lãnh chọn một dao vào cổ. Một tiếng súng nổ lên, cảnh sát đã đến và cho rằng Erin là đối tượng nguy hiểm. Viên cảnh sát sau đó vòng qua cửa chính để vào căn nhà. Cô gái chỉ bị dính đạn ở vai, cố gắng ngồi dậy để cảnh báo, nhưng quá muộn, cái bẫy đã được kích hoạt. Bộ phim cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Ý kiến của các bạn về bộ phim này như thế nào cho mình biết ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.